Kính thưa anh chị em, hôm nay chúng ta dân thánh lễ một thánh lễ rất đặc biệt. Chúng ta cảm ơn Chúa về công ơn rất lớn Chúa ban cho gia số Giuse Maria. Như là kinh thánh chúng ta vừa nghe, Thiên Chúa đã ban cho chúng ta muôn vàn ơn mệnh, rồi ngay trong cái tấm thiệp mà anh chị em đã nhận được, tất cả là hồng ân. Sách Luân Ca nói rằng Chúa đã yêu thương và ban cho chúng ta muôn vàn ân huệ ngay từ khi chúng ta còn đang trong lòng mẹ. Chúa đã yêu thương chúng ta, nhất là đối gia cố trong suốt 60 năm của cuộc đời linh mục, biết bao nhiêu hồng ân chúng ta không thể kể hết được, và có lẽ chỉ có Ngài mới cảm nhận được những hồng ân đó. Nhưng mà đối với chúng ta nhìn từ bên ngoài, 60 năm trung tín và hạnh phúc trong cuộc đời linh mục, điều ấy không dễ dàng chúng ta thấy. Các linh mục chúng tôi đây cũng giống như anh chị em sống giữa đời, cũng phải đối diện với những cái kẻ thù rất là mạnh mẽ, rất là khôn và rất là ác độc, đó là ma quỷ và thế gian và xác thịt. Các linh mục đây chúng tôi cũng thế thôi. Và trung tín được không phải dễ, và chính Chúa Giêsu cũng thấy trước chuyện này. Cho nên Chúa mới cầu nguyện với Chúa Cha: con không xin Cha tách họ, đưa họ ra khỏi thế gian, vẫn để họ lại trong thế gian, vẫn phải hàng ngày đối diện với thử thách, cám dỗ, với những thương đau, nhưng mà xin Cha gìn giữ họ trong sự thật. Đó là lời cầu nguyện tha thiết của Chúa Giêsu dâng lên với Chúa Cha. Anh chị em sống trong bậc hôn nhân, thế rằng mình trung tín trong ơn gọi hôn nhân của mình 10 năm, 20 năm, 3, 40 năm, 50 năm, thế nó khó biết chừng nào. Bây giờ cái não trạng suy nghĩ của người ta, ta bỏ nhau rất là dễ dàng, và có khi là người ta nghĩ rằng chịu đựng trong đời sống hôn nhân đó là sự dài dòng. Cũng như giới trẻ bây giờ nghĩ là ai là trinh tiết đó là khờ dại, đó là ngây ngô. Cái lối suy nghĩ nó khác rồi. Cho nên trung tín trong đời sống hôn nhân là một sự khó, và trung tín trong 60 năm của Thiên Chức Linh Mục, điều ấy không đáng cho chúng ta tạ ơn sao? Phải tạ ơn rất là nhiều. Chúng ta tạ ơn về những hồng ân Chúa ban cho gia cố, rồi trong những dịp kỷ niệm, ngày kỷ niệm Thiên Chức Linh Mục, người ta thường nhắc tới những cái công trình mà linh mục ấy đã thực hiện được cho giáo xứ, cho giáo hội, cho giáo phận. Anh chị em đi dự lễ 25 năm, 50 năm, 60 năm của các linh mục, rồi anh chị em tham dự các lễ an táng các linh mục, anh chị em thấy những người ta, những lời chúc mừng của người ta, người ta nói cái gì? Cha này đã xây được bến nhà thờ, các bạn. Cha này đã xây được cái nhà giáo lý, đã xây được trung tâm mục vụ. Cha này đã xây được mấy cái nhà tình thương, đã phát bao nhiêu xe lăn, cũng đã chữa và khám bệnh cho người nghèo được bao nhiêu cái, vân vân và vân vân. Tôi kể ra thành tích của cuộc đời linh mục. Không biết là gia cố này của chúng ta đây đã xây được mấy nhà thờ không biết. Ở phát triển chúng tôi có cha Cố Hoàng, vợ cha Phạm Trắng, cha Inyasu phải mất rồi. Có lần ngày kể với tôi là ngày vừa xây vừa sửa các nhà thờ nhà nguyện 22 cái, đủ lên thiên đàng chưa không biết nữa, chuyện của Chúa. Nhưng mà nó có những vị linh mục rất là vất vả vì những công việc như thế. Nhưng mà nếu chúng ta đọc trong tiểu sử của tấm thiệp mà anh chị em đã nhận được đây, thì không thấy khi là xây nhà thờ rồi bao nhiêu con cũng ốp mình cha Lorenzo Hoàng Bá Quốc Huy Nghĩa Tử Giang về đây đi du học mà vội về để mừng lễ bố. Đã. Không thấy có sơ nào, đây có sơ nào không? Nhiều lắm có cần có. Vậy các cha khác thì bao nhiêu linh mục nghĩa tử, bao nhiêu sơ. Có lẽ xét về cái công trình bên ngoài thì chúng ta thấy không có gì nữa. Mà nếu xét theo công trình bên ngoài như thế thì
Chúa Giêsu cũng không có gì đây. Nhưng mà chúng ta thấy cuộc đời của Chúa Giêsu là cuộc đời của vị mục tử, cuộc đời hiến tế như thế nào. Trong cuộc đời của Chúa, Chúa đã dành tất cả thời gian của mình trong năm đời sống công khai để đi rao giảng tin mừng. Con xin hiến thánh chính mình con cho cha, cho nước trời. Cho nên cả cuộc đời của Chúa miệt mài để rao giảng tin mừng. Thời gian đầu đi rao giảng thì có chữa bệnh đấy, có biểu lộ những cái quyền năng cho những người ốm đau bệnh tật đấy, có trừ quỷ đấy, có đấy. Nhưng mà một thời gian đầu thôi, nửa cuộc đời sau chúng ta thấy đâu có kể gì nữa về cái chuyện đấy. Nửa cuộc đời sau là hướng tới cái chết rồi. Và hôm nay chúng ta vừa nghe trong bài tin mừng, trước giờ chết Chúa Giêsu dâng lên Đức Chúa Cha lời cầu nguyện: con xin hiến thánh mình con, hiến thánh mình con để trở thành tư tế đích thực. Là tư tế đích thực khi mà dâng cuộc đời của mình trở nên một lễ vật cao quý ở trên cây thánh giá. Và đó là ý nghĩa của chức linh mục nơi Chúa Giêsu. Và chính trên cây thánh giá, Chúa Giêsu tỏ mình ra vừa là tư tế, vừa là bàn thờ và là con chiên, như lời anh chị em vẫn đọc trong bộ phục sinh. Thưa anh chị em, trong ánh sáng đấy, chúng ta đọc lại cái tiểu sử này. Tôi thấy cuộc đời của Ngài được chia thành ba thời kỳ rất là rõ ràng. Thời kỳ đầu, từ khi chủ chức năm 1958 cho tới năm 1978, đó là thời kỳ đi làm việc phục vụ tại các giáo xứ, phục vụ tại giáo xứ An Hiệp, Thành Triệu, Cái Đôi, Bưng Trường, rồi lại trở về An Hiệp. Cái điều chúng ta phải suy nghĩ đó, thì linh mục đã qua xứ thôi, nhưng mà khi mà Ngài chọn phục vụ ở đây trong cái môi trường của giáo phận Vĩnh Long này thì nó mang ý nghĩa đặc biệt lắm. Lúc bây giờ là các linh mục phát diện đi vào trong miền Nam này, thời gian đầu vẫn còn nghĩ rằng mình sẽ trở về phát diện, nhưng mà sau đó thì theo lời đề nghị của tòa thánh, các cha lúc bây giờ chọn một giáo phận tại miền Nam và được khích lệ để chọn những nơi, những cái miền truyền giáo. Và trong cái ý hướng đó, cha cố của chúng ta đã chọn giáo phận Vĩnh Long là giáo phận truyền giáo, cho dù là cũng đã thành lập cho đến nay chắc cũng cả 80 năm rồi. Thế nhưng mà cho tới bây giờ thì dân số của giáo phận Vĩnh Long đó là 4.200.000 người. Và trong đó chỉ có 200.000 người, 204.000 người là công giáo thôi, tức là tỷ lệ 5%. Cho tới bây giờ cái tỷ lệ vẫn là nhỏ bé như thế, huống nữa vào cái thời điểm cách đây 60 năm, thì chúng ta thấy đó quả thật là môi trường truyền giáo. Ngài đã thánh hiến chính mình, dâng mình cho Đức Chúa Cha, cho Hội Thánh để đi loan báo tin mừng. Trong cái năm ở tại đó, chắc chắn Ngài đã gặp gỡ những người chưa biết Chúa, những người biết Chúa để loan báo danh Chúa Giêsu trong cái môi trường hết sức là còn đang là thưa thớt, không được như cái vùng Gò Vấp của chúng ta nữa đâu. Đó là cái, một cái cuộc đời hiến thánh vì tin mừng. Sang tới giai đoạn thứ hai, từ năm 1978 cho tới một năm 1992, 14 năm. 14 năm cũng thánh hiến cuộc đời của mình trong cái môi trường hết sức đặc biệt, đó là nhà tù. Nói nôm na là như thế thôi. Đó. 14 năm lặng lẽ, âm thầm, cô đơn trong cái giáo xứ nhà tù ấy, trong cái đoàn chiên nhỏ bé ấy. Và có lần Ngài cũng kể cho tôi, vào trong đó thì Ngài vẫn rao giảng tin mừng và làm chứng cho Chúa bằng chính đời sống chứng nhân của sự phục vụ của mình. Đó cũng là cái cuộc đời hiến thánh. Và đó không phải là cái thời gian để nghỉ ngơi, không phải thời gian gọi là thời gian chết, nhưng cũng là cái thời gian đầy ý nghĩa. Bởi vì sống trong sự thiếu thốn, sống trong sự hiểu lầm, trong sự nghi kỵ, sống trong sự đau khổ, và Ngài đã hiến thánh chính mình, dâng hiến cuộc đời của mình để trở thành nghi lễ cho Thiên Chúa. Và chính trong thời gian đấy,
Ngài vừa là tư tế, vừa là bàn thờ và là của lễ dâng lên Đức Chúa Trời. Sau cái giai đoạn thứ ba, từ năm 1992 khi được tự do rồi thì Ngài đã chọn ở đây. Ở đây thì cái bảng rất là to, rất an dưỡng viện, nói nôm na là đi hưu. Mà đi hưu thì có nghĩa là sắp sửa về tổ chúa rồi, và có nghĩa không làm cái gì nữa, cuộc đời trở thành vô nghĩa rồi. Với thế chị em không phải, trong suốt thời gian từ năm 1992 cho tới bây giờ, Ngài đã làm biết bao nhiêu việc. Ngài đã phục vụ các giáo xứ Vườn Xoài, Nam Sơn, Hạnh Thông Tây, không có chức tước, không có địa vị gì hết, phục vụ như là một người tôi tớ thôi. Rồi về đây, Ngài làm gì? Ngài đã giúp đỡ các ứng sinh của Phát Diệm rất là nhiều. Lúc bây giờ thì ngoài Phát Diệm chưa có điều kiện để mà đào luyện các ứng sinh trước khi vô chủng viện, và nhiều khi cũng không vào chủng viện được nữa thì đưa vào đây để huấn luyện, tổ chức một cái lớp đặc biệt ở trong này. Trong số đó hôm nay có nhiều cha học trò ra ở đây. Ngài đã phụ trách vai trò giám luật. Giám luật thì phải là con người nghiêm túc lắm, kỷ luật lắm thì mới làm giám luật được, không có bị mấy ông này bắt nạt vậy mà có lách luật được. Sáng nay các cha mới kể chuyện hôm đấy là thời cha của World Cup năm 94 chính ra đó thì không được xem bởi vì bóng đá thì thường ban đêm thôi, nhưng mà không có xin ngại đêm lén lút để mà mở tivi giữa đêm. Mà không ngờ giám luật là đi trước học trò biết hết, cho nên các chú đang ngồi xem tivi ở nhà đứng đằng sau đến 1, 2, 3, 4 đến tụ hết. Rồi ngày hôm sau đến thú tội ra giám luật, ra giám luật trách cho, mắng cho. Các chú mới bảo thật, chúng con thấy Đức Giáo Hoàng còn xem bóng đá như vậy. Nghe là các ông đừng có đưa Giáo Hoàng ra mà đạt tôi, có thể thú tội thôi. Nhưng mà cũng là con người kỷ luật, nhờ kỷ luật đó hôm nay nhiều học trò đã làm từ mục. Và thật, con người mẫu mực lắm. Thỉnh thoảng tôi vào đây thì thường tôi đến thăm Ngài, thăm đột xuất thôi thì Ngài bảo Đức cha chờ con một tí. Ngài đang mặc áo thường đứng dậy, lấy áo dòng mặc vào trên phòng riêng này để đón Đức cha trong phòng. Rồi có nhiều lần tôi chưa kịp sang Ngài thì Ngài sang phòng tôi, Ngài cũng mặc áo dòng trắng. Tôi bảo cha cố mặc áo dòng gì đấy, con sang con chào Đức cha. Những cái dấu hiệu nhỏ nhỏ thôi để cho thấy một cái con người nghiêm túc, một cái con người là luôn luôn sống mẫu mực, con người hiến mình cho Chúa và cho Hội Thánh. Và thưa anh chị em, trong những năm gần đây, khi anh chị em, những người gần đây đi vào trong nhà hương này, anh chị em muốn xưng tội thì anh chị em đứng ra, anh chị em tự động lên cái phòng này. Con người chuyên trong giải tội, các cha khác thì cũng có giải tội vào những giờ trước lễ, sau lễ, còn những lúc trong ngày người ta biết rồi lên xưng tội với ông anh đó và có cái bài giải tội bên cạnh phòng của ngài đó. Những con người miệt mài thì có thể nói con người ham thích giải tội, những con người cho tới giờ phút này dù ở đây gọi là nhà hưu nhưng mà không phải là cuộc đời phế bỏ, cuộc đời vẫn tiếp tục vẫn nhiệt thành phục vụ Chúa và Hội Thánh. Nguyên cuộc đời chọn phục vụ Chúa trong một cái vai trò hết sức đặc biệt, đó là sứ giả của lòng thương xót, vẫn tiếp tục đưa nhiều người đến với Chúa, trở về với Chúa và với Hội Thánh, cả cũng giúp cho biết bao nhiêu tâm hồn được hòa giải và tìm thấy cái niềm vui và sự bình an trong tâm hồn. Một cái cuộc đời vẫn tiếp tục hiến thánh chính mình vì Chúa, vì Hội Thánh cho tới hôm nay. Thế anh chị em, chính vì tất cả điều đó chúng ta phải nói là chúng ta tạ ơn Chúa về cái con người hết sức đặc biệt này. Chúng ta cầu nguyện cho Ngài được bình an, được mạnh khỏe để tiếp tục phục vụ Hội Thánh. Nếu mà ra
dù xe Phạm Ba Lãng đại diện phát diện tại miền Nam này của Thánh xứ Hòa Hưng, nếu ngài đứng ở đây ngài giảng thì thế nào mà cũng nói cái câu này là mừng các cha kim thánh, xong rồi thì mừng gửi đến, thế nào mà nói câu đấy, đúng không? Là bởi vì thấy ngày giờ không còn xa, nước trời bao nhiêu nữa, đúng là như thế. Tuy nhiên chúng ta vẫn tiếp tục cầu nguyện cho ngài, chúc ban cho ngài sự bình an, vui tươi, hạnh phúc trong năm tháng qua lại, và tiếp tục phục vụ chúng ta theo cái ơn gọi, theo cái tính cách đặc biệt mà chúc ban cho ngài. Xin Chúa chúc lành cho cha cũng như cho toàn thể cộng đoàn chúng ta. Amen.